mọi người chào mừng mọi người trở lại với kênh Hailey đi Family cuộc sống Mỹ thì hôm nay mình kể cho các bạn nghe cái câu chuyện đi mua thuốc người thay ở Mỹ nha các bạn <laughs> thì các bạn biết không ở Mỹ là không phải là các bạn đi ra tiệm là các bạn có thể mua được đâu và mà trước khi mà muốn uống một cái loại thuốc gì đó thì phải đến bác sĩ và họ khám rồi họ chỉ định cho là mình thích hợp với cái loại thuốc gì và mình bệnh gì thì họ mới kê cái toa và mình đi mua thuốc chứ còn ở mỹ nó không như việt nam mình là mình ra mình có thể mình khai là mình cảm ho sốt hay là à, muốn mua thuốc người thai dễ là mua đâu các bạn thì hôm nay mình kể cho các bạn nghe cái chuyện mình đi mua thuốc người thai khi mình mới qua mỹ nha thì khi mình qua mỹ được một tuần á các bạn thì à, tại vì mới qua không có bảo hiểm không có đi bệnh viện được thì ông xã mới đưa mình đi đến cái trạm xá trạm xá đó là dành cho phụ nữ các bạn À, giống như là đi khám phụ khoa hay là bầu đẻ gì đó là đến cái trạm xá đó họ khám á thì à, các bạn biết không khi mà ông xã mình điện đặt lịch hẹn là ngày đó là tôi vợ tôi mới ở việt nam sang và chúng tôi muốn ngừa thai à, không muốn sanh em bé bây giờ thì, thì à, cho tôi một cái hẹn để tôi đưa vợ tôi tới thì à, phải đặt lịch hẹn đàng hoàng mới tới xong rồi đặt lịch hẹn xong thì à, cái cái trạm xá đó đó họ hỏi là vậy là cô ấy có biết nói tiếng anh không thì ông xã mình nói không cô ấy đó chỉ nói chút chút thôi nhưng cô ấy không hiểu thì uh, trạm xá đó nói là ok tôi sẽ có người phiên dịch cho cô ấy là người việt nam đó thì khi mà mình uh, tới ngày mình đến đó, các bạn thì mình chỉ chờ trong vòng 5 phút thôi là cái cô uh, cái cái cô người việt nam đó của tới liền thì cái cô đó cổ chuyên làm về cái vấn đề là uh, đi dịch cho các trung tâm À, và những cái trạm xá giống như là cộng đồng người Việt họ có tổ chức một cái à, à, cái gọi là cái 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 giúp người á, là chuyên đi giúp đỡ cho những người Việt Nam mới qua là đi dịch đó các bạn đó thì à, cái cô đó <laughs> của dịch rất là tận tình và cổ biết mình ở Việt Nam mới qua cho nên là hướng dẫn rất là là tận tình và, và dịch rất là rõ ràng để cho mình hiểu và giải thích cho mình hiểu thì các bạn biết không mình chỉ có đi mua thuốc ngừa thai thêm một dĩ thuốc ngừa thai thôi đó mà khi mà mình vô cái phòng đó là có tới bốn người điều dưỡng bốn người điều dưỡng và một bác sĩ nha các bạn bốn người điều dưỡng mỗi người vô cứ từng tự hỏi mình họ tên và hiện tại ở đâu sống ở đâu và là có làm việc gì không rồi À, đến đây theo diện gì và chồng tên gì con tên gì rồi à, đó cần người, người lấy thông tin rồi người thứ hai tới cũng hỏi mình yên dậy rồi hỏi mình có khỏe không sức khỏe tốt không ổn định không như thế nào hiện tại bây giờ có hồi hộp không có thoải mái không đó rồi người thứ ba đến cũng hỏi mình yên vậy giống như là trò chuyện chia sẻ với mình là rất là tốt khi mà mình à, à, tìm đến một cái trạm xá này để mình à, mình xin à, được mua cái thuốc người thai đó rất là tốt à chứ họ cũng rất là sợ cái cái trường hợp mà đi phá thai đó các bạn đó thì họ cũng giải thích rồi họ cũng nói họ giống như là À, người mỹ các bạn họ gần gũi lắm, họ gần gũi chia sẻ và họ tận tình, họ nhẹ nhàng lắm các bạn, rồi họ mới chỉ dẫn cho mình, hướng dẫn cho mình, rồi họ an ủi mình, rồi họ chia sẻ cho mình hiểu được cái cuộc sống ở mỹ và những người làm mẹ à, nếu mà trường hợp mà lỡ có có bầu rồi làm sao làm sao vậy đó, thì rất là hay. và người thứ tư vô cũng nói y như vậy luôn các bạn, thì bốn người đó đều là điều dưỡng, thì các bạn biết không bốn người điều dưỡng một cô việt nam thông dịch viên cho mình đó là năm người mà chỉ đi mua thuốc ngừa thay thôi đó nha rồi cuối cùng thì bác sĩ mới vô bác sĩ mới vô thì bác sĩ hỏi mình là có muốn đi khám tổng quát không có muốn đi xét nghiệm máu hay khám tổng quát hay khám nước tiểu hay khám bất cứ gì không thì họ sẽ bố trí cho mình khám cho mình ngay tại 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 cái đó luôn à thì đương nhiên mình mới qua thì mình phải trả hết Tất cả các tiền các bạn Thì mình nói là mình không có cần khám gì Người mình rất là khỏe Bởi vì trước khi qua đây thì mình có khám sức khỏe Tại trung tâm quốc tế IOM đó Thì người ta khám hết cho mình rồi Mình rất là khỏe và mình rất là ok Thì mình mới qua đây Đó ý là mình giải thích cho họ thấy như vậy thì um, những người đó họ nói như thế nào thì cái cô thông dịch viên đó nói y vậy giải thích cho mình nghe có những câu mình không hiểu á giải thích cho mình nghe ừ nói là như vậy như vậy như vậy đó thì rất là nhiệt tình đó mình trời bây giờ mình cũng chưa gặp lại cô đó luôn á không biết làm sao có dịp gặp lại đó thì cuối cùng bác sĩ mới 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 vô hỏi mình như vậy vậy rồi bác sĩ cầm một cái uh, uh, dĩ thuốc dĩ thuốc người thai các bạn thì uh, bác sĩ hỏi mình là có bị dị ứng về thuốc không từ đó đến giờ có uống không thì thì mình xin mình đâu có uống gì đâu các bạn cái đến khi ông xã mình về thì cũng có để đó thì thì uh, cũng có ngừa cũng có để vậy đó rồi cái cũng đâu có có đều đâu rồi cái đến khi uh, um, bác sĩ hỏi vậy thì mình nói ở việt nam mình có uống nhưng mà rất là ít là một năm chỉ uống một đến hai lần thôi bởi vì ông xã về một hai lần và uh, rất là nhiều năm mình không có uống thuốc ngừa thai đều 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 mỗi ngày á thì cô nói là mình có chắc chắn là mình không có bị dị ứng không thì mình nói là da mình không có bị dị ứng thì cô mới đưa một cái tiếp thuốc như vậy rồi cũng mới chỉ là ngày nào uống nha rồi không trước khi mà cổ đưa thuốc thì mình phải ký vô cái tờ giấy là à, mình sẽ ngừa thai trong vòng một năm thời hạn là mình ngừa thai trong vòng một năm đó thì à, nếu mà thì mình nói là năm sau mình mới đẻ chứ năm nay mình không đẻ thì mình ký vô tờ giấy là mình à, người thai trong vòng một năm thì năm sau mình mới 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 không mua thuốc nữa đó ý là là vậy đó thì à, cổ mới chỉ cho mình là cái dĩ thuốc đó nó có 28 viên 30 viên gì đó thì à, mỗi ngày uống 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 à, à, từng cái mũi tên nó chỉ tới đâu uống tới đó rồi uống từ trên xuống dưới dưới vậy thì trong những ngày mà có kinh nguyệt á, thì cũng uống những cái viên màu vàng ở dưới luôn không có được bỏ ngày nào và dặn mình á là về dặn cái đồng hồ là ví dụ như tối 8 giờ uống là đúng 8 giờ uống, à 8 rưỡi uống là đúng 8 rưỡi uống, không sai giờ nào không trật giờ nào hết bởi vì tránh cái trường hợp là bị có thai ngoài ý muốn. Đó, họ rất là cẩn thận về cái thuốc men đó các bạn. Đó, thì à, khi mà mà cô cô thông dịch viên cổ giải thích của chia sẻ hết cho mình và có nói chuyện riêng với mình về cái vấn đề thuốc ngừa thai và đi khám sức khỏe và ở đây ở đây như thế nào đó thì xong xuôi à, mình vô trong cái phòng đó khoảng một tiếng đồng hồ sau mình ra các bạn đi mua dĩ thuốc ngừa thai đó một tiếng đồng hồ sau mình ra mà các bạn biết không bốn cô điều dưỡng một cô thông dịch viên và một cô bác sĩ thì các bạn biết không năm người ở trong cái phòng đó nói chuyện với mình nói chuyện chấn an hỏi thăm sức khỏe rồi nơi ăn trốn ở rồi qua đây khi nào ở việt nam làm gì gì người ta hỏi là giống như người ta đang trò chuyện với một người trong gia đình luôn á người ta nói chuyện rất là thân mật và nhẹ nhàng và chia sẻ rất là hay các bạn thì à, sau mua được một cái, viên, à, cái dĩ thuốc người thai đó thì mình trả hết 105 đồng. À một cái dĩ thuốc người thai đó với lại cái cái thời gian mà mấy cô vô nói chuyện với mình á xong xuôi ra mình trả 100% phí là 105 đồng. Đó. Thì à, sau đó nha thì khi mà mình mình đến mình khám đó thì họ để họ lưu cái tên của mình và cái số danh bộ của mình là cái số hồ sơ của mình đó hồ sơ lưu lại tại cái 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 cái, cái, cái ký túc xá anh à, quên ký túc xá cái trạm xá đó đó các bạn thì họ lưu tên rồi họ lưu cái số danh bộ của mình và xong xuôi đóng tiền xong xuôi là họ trả cho mình một cái tờ giấy như vậy và họ để cái số bộ hồ sơ rồi tên tuổi rồi rồi chỗ ở rồi điện thoại của mình xong thì họ chỗ đó họ bán cho mình cái vị thuốc nó luôn và họ nói là uh, tháng sau thì không có cần phải tới cái trạm giá này mua mà đến cái cửa hàng theo cái địa chỉ trong cái tờ giấy này nè cứ đến đó đọc cái tên ra là 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 biết mình là họ sẽ bán thuốc cho mình còn nếu mình không có tờ giấy đó là mình không đến cái chỗ nào mà mình mua được cái thuốc người thai đó các bạn thì xong rồi trả tiền xong rồi thì uh, ông xã mới lì xì cho cái cô đó tức là cô đó cũng được lương ở trong cái trạm xá đó nhưng mà ông xã mình lì xì thêm thì cô đó không lấy cô đó nói là cái tiền này để cho cô ấy đi bởi vì để cho mình á mình mới qua mình rất là cần tiền để sử dụng cá nhân cho phụ nữ thì nên lấy cái tiền này cho mình cô đó không có nhận đó cô đó người việt nam các bạn rồi à, xong rồi khi mà đi ra ngoài á các bạn cô đó nói là à, tại sao mà ông xã mình không có khai là mình mới qua rồi mình chưa có điều kiện mua bảo hiểm rồi mình chưa có công an việc làm thì họ sẽ cấp free cấp free cái dĩ thuốc người thai đó luôn họ không có tính tiền thì đỡ tốn 100 đồng không cái ông xã mình cười quá trời ông xã không sao hết không sao hết cái đó là trách nhiệm của tôi 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 phải mua không có vấn đề gì hết cái cô 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 người việt nam cổ vui quá trời luôn á cái cổ mới cổ cảm ơn là mình yêu cầu có thăm dịch viên và cổ đến và rất là vui khi mà chào tạm biệt là lúc đó tới nay là 10 tháng rồi các bạn mình không gặp lại cô đó luôn không có dịp để tới đó và không gặp lại cô đó và cũng không biết tên cô đó là gì luôn cái okay, cuối cùng mình có ôm cô đó và mình nói cảm ơn với cô đó 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 thì các bạn đi học thông qua cái chuyện mà mình đi mua thuốc người thai thì mình muốn chia sẻ cái thông điệp này đến cho các bạn là à, ở mỹ không có đơn giản là đi mua thuốc ví dụ như thuốc nhức đầu sổ mũi mà nhẹ nó có một cái trọng lượng rất là nhẹ nhẹ luôn á thì mình có thể ra cái tiệm mà uh, tiệm ở ngoài tiệm tạp hóa ngoài mình mua nhưng mà nếu mà về cái bệnh mà phải cần đi bác sĩ khám mắt khám răng khám tay khám gì trong nó cần đi bác sĩ thì bác sĩ mới có quyền cấp đơn cho mình đi mua thuốc còn mà không có cái đơn đó là không có tiệm thuốc nào bán cho mình hết và kể cả thuốc người thai luôn thì uh, mình cũng muốn gửi đến các bạn biết đây là ở Mỹ à, khi mà đi mua thuốc hay là mua gì thì phải, phải đi bác sĩ mà bác sĩ ở Mỹ thì rất là mắc cho nên đó là các bạn mới qua mà có giấy tờ đầy đủ có điều kiện thì nên mua bảo hiểm bảo hiểm là để phòng thân cho mình đó các bạn thì à, bảo hiểm ở đây cũng rất là mắc cho nên là phải có công an việc làm và phải ổn định cuộc sống thì nên cái điều đầu tiên là nên mua bảo hiểm để à, phòng trường hợp mình sau này mình đâu biết bị gì đâu và cái y tế của Mỹ rất là tốt cao cấp rất là tốt các bạn và họ bác sĩ y tá gì họ rất là chu đáo và rất là là chia sẻ họ họ chia sẻ và họ dạy cho mình đó họ chia sẻ để họ dạy cho mình thêm cái kiến thức đó các bạn thì đó có chỉ có nhiêu đó thôi chia sẻ cho nó vui vui vậy đó À, thì các bạn mới qua đừng ngại ngùng khi mà đi mua thuốc người thai nha nếu các bạn không muốn có con á thì đừng ngại ngùng đi mua thuốc người thai à, cứ chia sẻ với ông xã hai vợ chồng nói chuyện với nhau thì cứ đưa đến cái trạm xá nào gần nhất của chú chỗ mình ở đó Đó thì rất là vui khi mà chia sẻ được những cái thông điệp nhỏ nhỏ trong cái cuộc sống đến cho các bạn thì cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình các bạn thấy hay thì hãy đăng ký và các bạn mới xem thì hãy à, các bạn thấy hay thì hãy bấm một like nha cho mình một like và các bạn mới xem thì hãy đăng ký để theo dõi những cái câu chuyện hấp dẫn hơn về sau nha thì rất là vui và rất là cảm ơn các bạn đã xem cái video này xin chào và hẹn gặp lại các bạn